ghế massage cao cấp Daikyosan. Báo hiếu là không chờ đợi. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ năm ngày 29 tháng 12. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xe tải, xe hơi nối đuôi nhau từ đêm đến sáng chờ đăng kiểm. Khởi tố bắt tạm giam nữ chấp hành viên nhận 350 triệu đồng của người phải thi hành án. Lời khai bất ngờ của nghi phạm cướp tiền khách đến giao dịch chi nhánh Agribank ở Đồng Nai. Du khách rủ nhau lên đỉnh Phan Xipang ngắm tuyết rơi dày đặc. Cháy khách sạn có sòng bạc, nhiều nạn nhân rơi từ lầu cao, ít nhất 10 người chết. Cố vượt đường ray, ô tô bị đoàn tàu tông văng xa 5 mét. Sau đây là thông tin nóng nhất được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 29 tháng 12. Chiều ngày 29 tháng 12, sau hơn 3 tiếng đọc bản án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bác toàn bộ quan điểm bào chữa của các luật sư bảo vệ Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, cùng 22 đồng phạm. Hội đồng xét xử đã tuyên án với các bị cáo như sau. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thời hạn tù tính từ ngày 18 tháng 9 năm 2019. Xử phạt bị cáo Võ Thị Thanh Mai 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 30 năm tù. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Kiên 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thời hạn tù tính từ ngày 5 tháng 3 năm 2020. Xử phạt bị cáo Nguyễn Trung Trường 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thời hạn tù tính từ ngày 5 tháng 3 năm 2020. Xử phạt bị cáo Vi Thị Hiến 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thời hạn tù tính từ ngày 5 tháng 3 năm 2020. Xử phạt bị cáo Võ Văn Trần Quang 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thời hạn tù tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2020. Xử phạt bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng 3 năm tù về tội rửa tiền nhưng cho bị cáo hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho Ủy ban dân phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại luật thi hành án hình sự 2 lần trở lên thì tòa án có thể quyết định buộc bị cáo chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại điều 92 luật thi hành án hình sự, buộc các bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai liên đới bồi thường số tiền 2.445.671.523.397 đồng cho 4.548 bị hại về chi tiết phụ lục số 1 đính kèm bản án và sẽ được công bố sau. Thông tin đáng chú ý đó là từ 22 giờ đêm ngày 28 tháng 12, nhiều xe tải, xe hơi đã xếp hàng dài trên đường Huỳnh Tấn Phát để chờ tới lượt làm thủ tục đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5060V ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Càng về khuya, lượng xe tại đây càng tăng thêm. Đến 1 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12, có ít nhất 60 xe đậu kéo dài gần nửa km từ cầu Tân Thuận 1 đến trước cửa trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5060V, có tài xế mang theo võng, mắc dưới gầm xe nằm chờ. Số khác thì vạ vật trên vỉa hè. Hôm qua hôm nay là anh em đây là sợ nếu mình không đi xếp hàng ngày mai, xe mình hết hạn thì sợ đi ra đường thì công an nó phạt. Thế là cứ phải đi từ chiều hôm trước để xếp hàng để sáng mai kiểm định. Tối ngày 28 tháng 12, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các trung tâm đăng kiểm không tự ý đóng cửa, đồng thời có hướng dẫn chi tiết về việc cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho các xe có khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng, không ảnh hưởng đến an toàn. Cụ thể, đối với xe có các hạng mục kiểm tra được đánh giá thuộc khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng, không ảnh hưởng tới an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, các đơn vị đăng kiểm cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định. Cục cũng khuyến cáo chủ xe cần chủ động đăng ký lịch kiểm định, chủ động kiểm tra, bảo dưỡng xe trước khi đưa xe đi kiểm định để hạn chế nội dung không đạt, phải kiểm định nhiều lần gây quá tải, ách tắc tại các đơn vị đăng kiểm. Tối 28 tháng 12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết các trinh sát đã bắt được Từ Thanh Tùng, 29 tuổi, ở khu vực phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa. Tùng là nghi phạm thực hiện vụ cướp tài sản của người dân đến giao dịch tại ngân hàng. Bước đầu Tùng khai nhận, gần đây thua đổ đá banh, rơi vào nợ nần nên đã nảy sinh ý định đi cướp. Mục đích của em là cướp ngân hàng. Nếu em cướp của người dân là lúc đó giao dịch có rất là có nhiều người giao dịch số tiền rất lớn mà em không có ý định cướp những người đó tại vì tiền của người dân. Em chỉ ý định cướp tiền ngân hàng thôi. Thì em cũng quản quá em chạy tại không có súng nhựa đâu có làm gì được đâu. Thì em cũng bỏ em chạy. Thì vô tình em chạy thì cái cô đó chỉ để tiền đang đếm tiền ở đây nè. Ngay cờ gần em luôn, em vô thì em quay em chạy em chụp tiền bỏ túi.
Trước đó, như Tuổi Trẻ đã đưa tin, vào chiều ngày 28 tháng 12, tại chi nhánh ngân hàng Agribank, xã Thành Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, có một nam thanh niên mặc áo khoác đen, đội nón kết màu đen, đeo kính, vào bên trong ngân hàng, lấy trong người ra một vật màu đen có hình dạng giống súng, uy hiếp chị T là khách hàng đang lập tờ khai nộp tiền và để số tiền 90 triệu đồng trên quầy. Nghi phạm này uy hiếp và lấy số tiền 20 triệu đồng trên tổng số 90 triệu đồng của chị T, sau đó chạy ra ngoài và lên xe máy tẩu thoát. Cơ quan công an xác định khẩu súng đối tượng thực hiện vụ cướp là súng bằng nhựa. Hiện nghi phạm Tùng đã được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bàn giao cho Công an huyện Vĩnh Cửu để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Liên quan đến vụ việc một chấp hành viên của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh nhận 350 triệu của người phải thi hành án, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa có quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với bị can Kim Thanh Hạnh, 43 tuổi để điều tra. Bà Hạnh bị cơ quan điều tra bắt quả tang khi đang nhận tiền của đương sự trong một vụ án dân sự. Thời điểm này, bà là chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. Bà Hạnh bị điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định bà Hạnh được giao thi hành án một vụ án dân sự do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử. Theo bản án, chấp hành viên Hạnh được giao nhiệm vụ thi hành, bà Nguyễn Thị Bích N phải trả cho ông Nguyễn Quốc V gần 2,6 tỷ đồng. Sau khi bản án có hiệu lực năm 2020, ông V đã có đơn yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh đối với bà N để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Mới đây, bà N thực hiện xong nghĩa vụ mà bản án quyết định, nên ngày 14 tháng 12, bà N làm đơn xin giải tỏa quyết định hoãn xuất cảnh. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định giải tỏa vào ngày hôm sau. 5 ngày sau, bà Hạnh bị bắt quả tang khi đang nhận 350 triệu đồng tại bệnh viện phụ sản Mekong. Sáng ngày 29 tháng 12, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nút giao thông An Phú, Thành phố Thủ Đức. Đây được đánh giá là nút giao có tình hình giao thông căng thẳng vì giao cắt nhiều luồng di chuyển. Dự án có vốn đầu tư 3.408 tỷ đồng với quy mô xây dựng 3 tầng, phần đường từ 10 đến 12 làn xe, 3 hầm chui, 4 làn xe chạy 2 chiều, các cầu vượt mỗi nhánh có 2 làn xe. Dự án dự kiến hoàn thành vào dịp 30 tháng 4 năm 2025, bao gồm các hạng mục như hầm chui kết nối đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với đường Mai Chí Thọ, cầu vượt dạng chữ Y kết nối đường Mai Chí Thọ phía xa lộ Hà Nội và đường Lương Định Của với đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tại mặt đất sẽ xây dựng đảo trung tâm hồ nước, đài phun nước, chiếu sáng mỹ thuật phù hợp theo phương án thiết kế kiến trúc. Dự án nút giao thông An Phú được kỳ vọng trở thành nút giao thông lớn nhất, đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là những hình ảnh công trường dự án cao tốc Dầu Dây Phan Thiết nối hai tỉnh Đồng Nai với Bình Thuận trước ngày thông xe kỹ thuật. Khác hẳn với trước đây một tháng mà Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đi thị sát còn ngổn ngang, nay toàn tuyến chính gần như đã thông suốt. Các nhà thầu đã bổ sung thêm nhiều nhân lực, máy móc, tăng cường trạm trộn bê tông và bố trí làm việc liên tục 3K, 4 kiếp. Khối lượng công việc đạt được như vậy thì gần như đã thông xe kỹ thuật toàn tuyến dài gần 100 km. Sau đó, các nhà thầu sẽ tiếp tục thi công các hạng mục phụ trợ, an toàn giao thông, đường gom dân sinh. Dự án dự kiến cuối năm nay đưa vào khai thác, tuy nhiên do nhiều yếu tố bất lợi thời gian qua nên dự án đã điều chỉnh lại kế hoạch đến cuối năm thông xe kỹ thuật và đưa vào vận hành dự kiến trước lễ 30 tháng 4 sắp tới. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, ngày 29 tháng 12, trên đỉnh Phan Xipang, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, nhiệt độ xuống âm 1 độ C, tuyết bắt đầu rơi theo từng đợt. Tại đỉnh Phan Xipang, khá nhiều du khách tham quan được chiêm ngưỡng cảnh tuyết rơi tuyệt đẹp. Tại đây, mưa tuyết rơi theo từng đợt, lúc dày lúc mỏng. Nhiều khách tham quan đã không bỏ lỡ cơ hội nặng những người tuyết để chụp ảnh dù hai bàn tay lạnh cóng. Mình rất là vui bởi vì rằng là sinh ra và lớn lên ở Lào Cai nhưng mà chưa lần nào được xem tuyết rơi như thế này, nên là mình hào hứng là đi khách bạn mình từ Hà Nội lên đêm qua là đã ngủ lại ở Hà Nội đây, thì là hôm nay thì sáng nay đi xuống đây và rất là may mắn là được ngắm tuyết, những cái bông tuyết của bầu trời Phan Xipang. Ghi nhận đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, tuyết đã ngừng rơi và có mưa phùn nhẹ. Chuyển sang phần tin thế giới, theo báo Thai Rat,
tối ngày 28 tháng 12, một đám cháy lớn bùng phát tại khách sạn có sòng bạc Grand Diamond ở thành phố Phoi Phet, cách biên giới Thái Lan khoảng 200m, gây thương vong cho hàng chục người, trong đó có cả người Thái và người Campuchia. Ngọn lửa bùng phát tại khách sạn Kim Sòng Bạc Grand Diamond City ở Phoi Phet vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 theo giờ địa phương và nhanh chóng lan rộng. Đám cháy lớn đến mức các đơn vị quân đội địa phương ở Ban Tây Minh Chi và máy bay trực thăng đã được triển khai để hỗ trợ dập lửa. Khi xảy ra cháy, có hơn 400 người, hầu hết là người Thái, bị mắc kẹt tại sòng bạc Grand Diamond City. Theo AFP, thông báo tạm thời của cảnh sát Campuchia cho biết, ít nhất 10 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn. Bước đầu, nguyên nhân vụ cháy được cho là do nổ bình ga ở trong sòng bài. Trong khi đó, vào chiều nay, ngày 29 tháng 12, một đám cháy lớn đã bùng phát tại đường hầm trên cao tốc ở ngoại ô thủ đô Seoul, Hàn Quốc, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, 37 người bị thương. Theo đó, vụ cháy xảy ra vào 13 giờ 49 phút theo giờ địa phương, bên trong đoạn hầm chống ồn ở cao tốc Second Gyeongjin nối thành phố Incheon tới thành phố Seongnam sau một tai nạn giữa xe buýt và xe tải. Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ thị cho chính phủ kiểm tra kỹ địa điểm xảy ra tai nạn để đảm bảo không có thêm thương vong, đồng thời hỗ trợ y tế đầy đủ cho nạn nhân. Khoảng 94 xe cứu hỏa, 219 nhân viên cứu hỏa và trực thăng đã được điều đến hiện trường để dập lửa. Vụ cháy đã được dập tắt vào 16 giờ 12 phút giờ địa phương. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Tại Mỹ, đợt bão tuyết vừa qua đã khiến hàng ngàn con dơi ở Houston, Texas bị lạnh cóng mất khả năng bám vào chân cầu, rơi xuống đất từ độ cao 9 mét. Các tình nguyện viên thuộc Hiệp hội Nhân đạo Houston đã mở chiến dịch giải cứu những con dơi này. Những người tình nguyện đã nhặt hàng trăm con dơi dưới chân cầu Watt để ủ ấm và cho ăn. Tính đến cuối tuần qua, tổ chức này đã cứu được hơn 1.500 con. Đa số dơi chỉ cần nơi ấm áp và nước. Những con bị ảnh hưởng nặng nhất được đặt trong lồng ấp, cho ăn qua đường tĩnh mạch. Đến ngày 28 tháng 12, khi nhiệt độ lên tới 22 độ C, Hiệp hội đã thả gần 700 con dơi trở lại cây cầu, để chúng tự do bay đi tìm côn trùng. Sự kiện thu hút hàng trăm người dân địa phương tới theo dõi. Được biết, ngắm dơi là thú tiêu khiển của nhiều người ở Texas và những cây cầu có bầy dơi khổng lồ sinh sống. Thời điểm ngắm dơi thường là lúc hoàng hôn khi chúng rời tổ đi kiếm ăn đêm. Tại Thái Lan, một tài xế ô tô đã thoát nạn khi bị đoàn tàu đâm khi cố lái xe vượt qua đường ray. Đoạn video quay tại tỉnh Nakhon Pathom vào ngày 25 tháng 12 cho thấy chiếc ô tô định băng qua đường ray nhưng phát hiện có đoàn tàu đang đi tới. Lúc này, tài xế cho xe dừng lại nhưng đã quá muộn. Chiếc xe bị đoàn tàu tông trúng phần đầu, văng xa gần 5 mét. Được biết, tài xế bị thương nhẹ sau tai nạn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai 30 tháng 12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực trên cả nước. Trong đó, khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ phổ biến từ 13 đến 15 độ C, vùng núi từ 5 đến 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Khu vực Bắc Trung Bộ trời rét đậm, nhiệt độ trung bình từ 15 đến 17 độ C, trong khi từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ C. Về thời tiết biển, ngày và đêm ngày 30 tháng 12, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, 8, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, biển động. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin phép được tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng. Sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả các nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.
ghế massage cao cấp Daikyo San, báo hiếu là không chờ đợi.